con bán cầu friend đấy. Chưa ai cho ai mua dùm chứ ai. Lắc đầu hả? Trời ơi. Đây là dạ dạ. Chị mua bé cho chị trái cây tươi ngon lắm chị. Ăn mắc cục không? Nữa, lắc đầu nữa. Làm nhà gừng ngon không ăn không? Trời ơi, chú hai. Bưởi ngon lắm chú hai mua con chú hai. Có bưởi không? Dạ có, bưởi ngon lắm chú hai. Bưởi bự không? Dạ, bự lắm chú hai, cái này là bự nhất á. Vậy hả? Dạ. Vậy bưởi bao nhiêu cặp? Dạ, 50 ngàn cặp chú hai. Năm nhiêu? Dạ 50 ngàn một cặp, cặp bự nhất á. À, 50 ngàn cặp hả? Dạ. Nhưng mà mua bưởi có rờ được không? Xoài ta rờ, ta nắng, ta lựa đúng rồi. Bưởi ai mà rờ chứ chú hai? Phải rờ mới được. Tại nhiều khi thấy nó vậy mà nó không phải vậy. Thấy nó vậy mà nó... Ê, chú ơi, chú hai. Trời ơi, bưởi mà để rổ dưới đây chú nhìn đâu chú hai? Mắt bị lé. Trời ơi. Nhìn dưới mà ngó lên trên không à? Trời ơi, chú hai ơi, chú lớn tuổi rồi mà chú ăn nói kỳ cục quá chú hai. Có thiệt chú hai nghe, chú về đó chú kêu thím hai mua chanh cho chú ăn đi nghe. Gõ chú ăn bưởi không có được đâu. Nè, lần sau con bến phà này chừa mặt con nhỏ đây nha. Con nhỏ tổ trưởng tổ trái cây bến phà ra nghe. Không có kêu được em xử khô máu chú đó nghe chứ. Trời ơi, con sáng tết chưa mở hàng gặp cái gì đâu không à. Thiệt tình vậy đó à. Chứ. Trời ơi, người hành tinh là xuống đây trời. Trên á, thì như là cái bình bông di động. Ở dưới vàng khè như chú già vậy á. Kệ đó, mời chào thiếu sáng chưa mà hà. Anh hai mua trái cây em nhờ anh hai ơi. Thời buổi bây giờ người ta bớt ăn thịt, ăn trái cây á. Tương lai sáng là anh hai mua giùm em anh hai. Cái gì cũng có hết trơn á nè. Đu đủ nè, mắc cầu nè, xoài nè, sầu riêng nè. Đó rồi chôm chôm, cái gì cũng có anh hai mua giùm em được anh hai. Mua nghe. No. I don't buy it, sorry. Rồi. Bởi nhìn là biết liền mà không phải Việt Nam, cái này người ngoại quốc. Ngoại quốc đây nè. Vô. Ngoại quốc mà nhìn cái mặt này thấy hình như là không có giống Tàu. Tàu ta trắng chứ đâu như vậy. Cũng không giống Đại Hàn đẹp trai đâu, xấu như cha này. Tóc vàng vàng đen rồi, Campuchia. Hê, muôn lá sông con trăm vòng tê băng tê. No Campuchia. No Campuchia. Vậy là mày dữ vậy. Rồi, cái này là chắc chắn là ngoại quốc 100% rồi. Mình phải sử dụng cái sinh ngữ quốc tế. Thời buổi giờ buôn bán là phải biết sinh ngữ. Em bắt đầu. Ha. You. À, you want bye bye. Đích quán. Bye đích quán. Bye bye. No bye bye. Ai nói bye bye. No bye bye. Bye bye. Vô đích quan đó, trái cây Việt Nam đích quan y già và chôm như nó chôm là chôm chĩa ăn cắp là xì tiêu đích đi xì tiêu chôm đích đi thanh long thanh chờ chút nè, thanh màu xanh là blue long he blue he no long he short Blue hair, and đích quan đi, vú sữa, vú sữa vô, vú sữa, sữa meo, meo, baby, meo, thích meo, tiêu, blue hair, vú meo, thôi ơi, trời ơi trái cây Việt Nam ta ngon vậy mà tự nhiên là dịch tầm bậy tầm bạ, gì trên là xì tiêu, rồi gì là vú sữa, vú meo. Ôi, chị làm gì mà trái cây từ dịch ra đàng hoàng. Chôm là kêu bằng Rambutan. Hả? Rambutan là chôm chị ơi. Trời ơi, anh biết tiếng Việt hả? Việt Nam không biết tiếng Việt Nam sao được? Trời đất ơi, Việt Nam dễ giờ trời sao không nói. Trời, tôi tưởng sao mà nãy giờ không nói tiếng Việt ra thì nói tiếng Anh làm tôi tưởng người ngoại quốc. Tự nhiên chị tưởng tôi người ngoại quốc à, tôi Việt Nam. Hả? Nhưng mà tại vì tôi nói chị nghe là lần đầu tiên tôi về nước. Ừ. Mà mấy bạn tôi về trước có kinh nghiệm nó dặn tôi rồi. Dặn gì? Nó nói là mày về nước á, mày gặp mấy nhỏ mà bán hàng rong vậy nè, mà mày nói đại vài câu tiếng Anh đi cho đừng níu kéo mày nữa. Ai níu kéo đâu anh. Với lại nói là mấy nhỏ bán hàng rong này móc túi dữ lắm.
Ủa sao mặt chị đơ vậy? Không phải mặt đơ mà tôi đơ toàn thân luôn á. Anh có mấy thằng bạn mà nói cái kiểu đó vậy? Nó tôi nghe anh có cỡ mấy thằng? Chi vậy? Tôi gửi mỗi thằng cha trái sầu riêng về giọng vô mặt á. Trời, anh đừng có tưởng ỷ y rồi anh giàu có, anh có khinh mỹ bà con tròm xóm mình biết không? Trời ơi, tôi nghèo đấy chứ tôi sống trong sạch, nó buôn bán thôi biết không? Đó, coi như mua một đồng bán chừng 10 ngàn thôi. Cái tiền xài chứ đâu có chụp giật gì của ai đâu, nó bậy bạ không mà. Ủa nói vậy chị không phải móc túi hả? Không, anh mà hỏi cái giọng mà móc họng tôi móc bắt anh luôn cho anh biết à. Anh biết tôi là gì đây không? Tổ trưởng tổ bán trái cây bến phà đàng hoàng nha. Đừng có đụng vô tôi nha. Mua để cho đi người ta buôn bán chỗ khác nha. Đừng có lộn xộn nha. Xí, tránh ra đi buôn bán tiếp coi. Ai sầu riêng chút sữa trong chôm. Cô. Đổi ý à, mua bởi vì em nói anh nghe em dễ thương ghê vậy đó. Mở hàng rồi mà em đi thiệt tình đó. Hồi nãy em nóng quá chứ có gì hết trơn á. Bị anh nói không đúng rồi. Mua giùm em đi anh. Mua hết chỗ này đi rồi em tính tiền thì đích cao. Tôi không có mua. Không mua rồi anh chi vậy? Trời hôm nay xui dữ vậy trời đất ơi, thì nó sáng sớm chưa mở hàng chắc là phải giờ đốt phòng lòng quá. Tôi gọi tôi xin lỗi. Xin lỗi cô thôi. Cần gì xin lỗi? Mua không mua nói tiếng là yes or no à, chứ đừng có nói là xin lỗi à. Không có tôi đi à. Hết mệt gì đâu vậy đó. Cô. Giật đồ. Bỏ cái tay giật đồ. Không, không có giật đồ. Sao níu kéo? Không có, tôi mua. Cái gì? Tôi mua. Mua? Dạ mua. Chắc chắn 100%. Mua hết rổ luôn. Cái gì? Mua hết rổ luôn. Hết rổ hả? Hết rổ luôn. Trời đúng rồi, sáng đi coi bó nó tìm hung hậu kiếp mới đầu ra lộn cái vụ hết rổ rồi nè anh. Này đó. Trời đất ơi, em lấy rẻ cho nghe. Nguyên rõ đó. Ăn bổ lắm anh ơi. Cảm ơn xong đây dạ. Tiền đâu? Em xin tiền. Quên. Cái gì? Nè. Cái gì nè? Tiền. Tiền gì? Bỏ một túi nè. Rồi sao? Móc. Hả? Móc cái gì? Móc túi. Móc ra gì sao tôi móc được? Móc túi. Móc túi dạ. Móc túi anh. Chị móc giùm đi. À, cái này là anh mời tôi móc túi nha. Chị là anh mời đàng hoàng nha, giờ tôi biết rồi. Mấy ông Việt Kiều về Việt Nam qua hay thang rồi bị móc túi không phải. Tự dân hiến cho móc đàng hoàng thấy không? Không ai ép buộc nha. Bây giờ bắt đầu móc nghe. Ui da! Ui da! Đau quá. Đau hả? Anh ơi, cái gì trong đó mà em thấy nó nóng hổi vậy anh? Nó... Cái mụt nhọt. Trời ơi. Hôm nay về thèm cái cây Việt Nam ăn quá trời quá đó, nó nổi mụn nhọt lum la. Trời ơi, cái tay tôi hình như nó nóng quá trời ơi. Chị né mụn nhọt giùm em đó nha, đau. Em lượm qua cái mụn nhọt nha. Dạ. Cái này đó. Rồi, cái chỗ này ấm ấm là mụn nhọt, em lượm qua nè. Đừng sâu quá chị nhột. Thấy rồi. Ê, đừng móc bậy bạ nha. Móc á. Cái dẹp anh ơi. Dạ đúng rồi. Cái dẹp á. Đây. Móc này nha. Bây giờ em lật ra trước mặt anh cái khoe anh mất tiền đi. Ở trong. Là đâu tiền anh để đâu? Đó để cái ngăn trong lật bên kia. Ủa? Lật bên kia. Trời. Cái thằng nhỏ nào mà không mặc quần không mặc áo cởi truồng dễ thương quá vậy nè. Con anh hả? Không, hình tôi nhỏ. Hồi nhỏ ở mưa. Tắm mưa ở chuồng. Hình nhỏ để dành kỷ niệm chơi. Chị đừng hả? Đừng coi. Cái bên nè. Tìm lấy cái bên. Anh ơi em nói anh nghe nè, thiệt tình nha. Anh ngộ quá à. Sao vậy? Lần đầu tiên mới thấy chị quá ngộ quá à. Nè thấy không? Thấy không? À, không. Hồi nhỏ nó ngộ vậy chứ lớn lên nó cũng kỳ lắm. Vậy hả? Trời đất ơi. Cái mặt kỳ quá anh ơi. Em thấy ha. Anh phải không? Anh thấy à, tôi. Anh thấy cái cảnh đằng sau nha. Nó làm như nó quen ở đâu quá. Quen đâu quen. Chú chụp trước nhà tôi mà mắc mớ chị quen chị ơi. Trước nhà anh hả? Trước nhà tôi. Sao thấy quen quá ta, cái cửa này nghe. Cái cửa sổ này nghe. Rồi anh ngồi sao nó quen quá vậy ta, làm như gặp đâu rồi ta. Ê, nhà anh ơi, quê ở đâu vậy? Thì Cần Thơ nè, qua Bắc Cần Thơ nè, quẹo phải vô nhà tôi rồi. Thôi cha, vừa phải thôi, qua bắt một cái quẹo phải nhà tôi hả cha? Trời ơi, nhà chị sao đâu mà nhà chị, nhà tôi ở kế nhà bác Hai Thòng á. Nữa, trời đất ơi, thôi nè, đừng có giỡn nghe, bác Hai Thòng là ba tôi á. Gì? Hai Thòng ba tôi. Hai Thòng là ba chị? Ừ. Ủa, với chị là... Út Lũng hả? Cái má ơi, trời ơi, gì vậy cha nội? Út Lũng phải không? Sao biết tên em? Tôi nè, Tư nè. Tư? Kế bên nhà. Trời ơi, đâu. Tư nhỏ. À đúng rồi, Tư nhỏ. Hàng chi tôi dòm thấy không? Nó nhọt quá trời nè. Trời ơi, Tư nhọt đấy hả? Anh về nước hả? Về mới về lần đầu. Nhớ hồi nhỏ anh nhớ không? Trời ơi, cha bị mụn nhọt từ đây xuống dưới đây luôn, đâu có mặc bằng được đâu. Nhớ không? Đừng bắt cỡ. Bây giờ còn nhọt không? Còn cục nè. Ăn trái cây. Mừng quá, đâu có biết
đâu thôi nói nghe nè, em tưởng ai xa lạ, bà con chồng xóm không à. Bây giờ vậy nghe, trả tiền anh nè, trả tiền anh đó. Bây giờ ha, lắc hồi bây giờ dẫn anh về dưới quê mình ở trong vườn á, tha hồ mà ăn, ăn nhiều ăn xì khói thôi luôn cũng được đó nghe. Xin lỗi vụ nãy nghe. Không sao hết trơn á. Còn giờ nghe thì em giới thiệu nghe, em tổ trưởng mà giới thiệu với em với Út ra đây, nó ra nó mời chào anh nghe, trái cây nhiều lắm, dễ thương lắm nghe. Rồi chúng xíu, ê các em ơi, Tư Nhân về làng đó em ơi, có thấy chưa? Gái miền Tây nói nàng duyên dáng tóc buông dài mềm, môi cười má lúm đồng tiền, áo bà ba tím tím rau hàng ngọt ghê. Thương em cô gái miền Tây chứ thiệt thà, tháng ngày dãi nắng dầm mưa, dần hồng đôi má ngọt ngào người miền Tây. Mai này em có lấy chồng, quà anh mang xuống một buồng cao non. Thôi anh, em không có chịu đâu, vì hôm nay lỡ mang lòng thương ai. Đi xa anh sẽ quay về, miền Tây nay có một người thương yêu. Dần hồng đôi má ngọt ngào người miền Tây. Nghe lòng sao xiêm làm sao, gặp anh thương mến nói nghe mát lòng. Mai này em có lấy chồng, quà anh mang xuống một buồng cao ngon. Thôi anh, em không có chịu đâu, hôm nay lỡ mang lòng thương ai. Đi xa anh sẽ quay về, miền Tây nay có một người yêu thương. Gọi gọi nghe, nói rõ ràng nghe, hứa về nghe, hứa về là phải về, bà con cô bác làm chứng, không có về là bà bắn đó nghe. Đi xa anh sẽ quay về, miền Tây nay có một người yêu.